Hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn các bạn cách đối chiếu vật tư hàng tồn kho công ty xây dựng trên Visa Online đến từ giáo viên Calan, khi cô đang dạy kế toán cho một bạn học viên trực tuyến. Đây là chứng từ mua hàng nhập kho. Mà nếu như chứng từ mua hàng nhập kho thì kho 152 thì tài khoản kho vẫn phải là 152. Bởi nếu như em lại nhập tài khoản kho 152 mà tài khoản kho lại là 154 là sai. Như vậy nó sẽ vênh giữa báo cáo tồn kho và tài khoản sổ cái kho. Em hình dung ra không? Tức là mình sẽ vào chứng từ mua hàng hóa. Chỉ nói hai trường hợp nha. Trường hợp thứ nhất, nếu đem vào nhập kho ấy thì nợ 152 thì tài khoản kho phải là 152, nhớ chưa? Nhưng mà nếu như ở đây là bỏ hư là sửa này, em muốn đưa vào thẳng công trình đúng không? Chị nhìn thấy đây là chị cũng thấy cái ý của em rồi. Em chọn khoản mục chi phí là nguyên vật liệu trực tiếp này, tên công trình đây này nhá. Thì ở đây em phải chọn hai nhỏ, mua hàng trong nước không qua kho. Đấy, rồi bắt đầu mới vẫn là cái mặt hàng này nợ 154. Tức là có nghĩa là đã là nợ 154 thì không có liên quan đến nhập kho 152 nữa ấy. Là mình đưa thẳng vào chi phí ấy, chưa? Em thấy cái bánh răng này không? Chọn tên công trình, chọn soạn mục chi phí này. Đây nhá. Thấy chưa? Thực ra mình sẽ thiết lập cho nó một lần đấy để kiểu nó ẩn, nó ẩn đi em. Thấy chưa? Thì mình vào bánh răng ở đây này. Nha, xong mình nhấn cái chìa khóa tìm kiếm ấy, mình tìm cái gì, khoản mục chi phí và tên công trình thì mình sẽ lôi nó ra ấy để mình nhìn đấy. Rồi xong cất này đấy, nhớ nha, nghĩa là mua hàng không qua kho là làm như này nha. Ok, thế còn ở đây về phần nhập kho đấy, em toàn bị mắc cái lỗi này thôi thì em lại phải sửa lại là mua hàng không qua kho. Đã là không qua kho ấy thì mới định khoản vào nợ 154 theo thông tư 133 ấy, mà không sử dụng khoản 152 nữa đâu. Ok chưa? Thế còn cái nào mà em nhập kho thẳng thì là kho 152, tài khoản kho phải là 152 nhá. Mà đã kho nhập vào kho thì không cần chọn công trình, cũng không chọn khoản mục chi phí lúc này nữa, mà khi nào xuất kho thì mới chọn công trình và chọn khoản mục chi phí nhá. Đấy, thế thì bây giờ nhá, cách đấy là cách kiểm tra, gọi là tự mình kiểm tra từng chứng từ thôi, đúng không? Trong Visa Online thì muốn đối chiếu phân hệ nào thì vào phân hệ đó, vào phân hệ kho này, thấy chưa? Vào tất cả các báo cáo này nhá. Đấy, thì ở phía dưới cùng ấy của cái phân hệ đó, nó sẽ có một cái gọi là thanh đối chiếu vấn đề. Thì em vào đây để em kiểm tra tổng thể cho nhanh nhá. Thì em vào đây, báo cáo đối chiếu kho và sổ cái này, chọn thời gian năm 2024 này, chọn tài khoản 152 này. Phía trên này là gì? Là số tài khoản, còn phía dưới này là mã kho nhá. Đó, nghĩa là mình chọn thời gian này, chọn phía trên là số tài khoản, chọn phía dưới là mã kho, xong em nhấn xem báo cáo. Đấy, của em nó sang một loạt cái lỗi ấy, bị sai đấy. Bị sai đây là vì nguyên nhân này. Thứ nhất là nó sẽ báo cho em này, trên sổ cái thì không có tài khoản 152, bởi vì em nhập vào kho 152 nhưng em lại chọn là tài khoản nợ là 154. Có đúng tình trạng của em như vậy không? Đúng không? Nhưng mà kho thì em vẫn chọn là 152, cho nên trong kho thì vẫn còn nguyên vật liệu nhá. Trong kho thì vẫn còn nguyên vật liệu, nhưng thực tế thì em đã đưa nguyên vật liệu này vào thẳng công trình rồi, làm gì còn nữa đâu. Em biết cái sai của em chưa? Đấy, thế nên là chị vừa mới cho em kiểm tra cho em hai cách. Cách thứ nhất là em chỉ kiểm tra thông thường từng nghiệp vụ một để chứng minh lại sai cho em. Còn khi mà làm kế toán tổng hợp thì không ai đi kiểm tra từng hóa đơn như vậy cả, mà mình phải biết cách đối chiếu nhìn nhận vấn đề nhá. Thì chị vừa mới dạy cho em đi vào từng phân hệ mà rà soát. Thế khi nào khi này mình sẽ vào đây mà thấy nhập kho từng này, tồn kho từng này và xem chi tiết ở đây này nhá, thì bấm là nó sẽ xuất hiện luôn đấy. Ở đây xem chi tiết chính là chứng từ này thì mình lại sửa từng chứng từ ấy, đẩy về mua hàng không qua kho nếu mình xuất thẳng cho công trình nhá. Ok chưa? Rồi em sửa phần này cho xong đi cái đã nhá, hiểu chưa? Em làm lại đúng không nào? Vô kho cái vô báo cáo xíu kho sổ cái,
đối Đúng chiếu. chị. Rồi chọn thời gian đây, nếu muốn chọn lại tham số, chọn lại thời gian thì bấm chữ chọn tham số đây này nhá. Chọn tham số xong rồi mình muốn không muốn chọn cả năm, hay từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 5 nữa, mà mình mới muốn chỉ lọc đến từng tháng một đấy, cho nó gọn đấy nhá. Rồi mình chọn này, tên này mình chọn tài khoản mình muốn kiểm tra, thì mình đang kiểm tra tài khoản 152 thì mình lọc 152, thì ở dưới này mình sẽ chọn kho là kho 152 là kho vật tư đúng không? Thế nếu mình sau khi mình làm kho 152 ổn rồi, mình muốn xem kho 156 thì mình nhấn vào 156 và kho ở đây là kho hàng hóa, được chưa? Đúng không? Đó có nghĩa là mình sẽ tương ứng chạy từng kho cho chuẩn nhá. Đó, này chị bấm luôn kho hàng hóa chị xem em bị sai không. Bên em thì là xây dựng cho nên là vật tư hàng hóa không có, tất cả đều là vật tư thôi nên kho hàng hóa không có gì sai cả, bởi vì em có làm đâu nhập đúng không nhỉ. Hiểu rồi gì? Rồi quay lại này, 152 này, à kho 152 này nhá. Rồi sau này em xem báo cáo thì em sẽ thấy vấn đề là em sai cái gì thì em sẽ sửa cái đấy thôi, nhưng mà tốt nhất là chọn luôn 31 tháng 5 đi. Rồi yên tâm chút nữa chị trả video cho ấy, lưu lại nghe mà làm nhá. Chưa? Còn nếu mà em nhập kho thì em phải vào phân hệ mua mua hàng này đấy, xong ở đây là làm sao nhỉ, để thêm này. Rồi đây đã là mua hàng nhập kho nhá, thì kho 152 tài khoản kho phải là 152 đấy chưa nhá. Em thì đang để là tài khoản kho là 154 trong khi đó kho là 152 là sai đấy. Ok bây giờ chị trả lại video cho lưu lại để em nghe và làm nhá. Ok làm xong phần kho này rồi em hỏi tiếp phần khác Vâng vâng, thế nhá, chị chào em.